Giới thiệu đây là cái đầu nhá. Đó, đây là cái đầu phá mình trong này đây. Đó. Đây là những cái đầu, và những cái đầu này thì nó ra tua thế này đây này. Đó. Cái tua này thì mình phần này chuẩn bị ngắt rồi, ngắt cái tua này này. Đó. Đó, và đây có nhiều cái đầu lắm. Cái đầu này thì nó ra tua thế này rồi, bữa nay nó lên tua đây. Và có vẻ phần đầu này thì nó không bị ảnh hưởng bị rầy nhiều. Đó. Đây, mình cần ngắt những cái tua này. Cái tua này thì mình có thể đưa về nấu ăn được nhé. Đó. Họ cũng hay nấu cái mấy cái tua đầu này ăn lắm. Đây, đó. Đây, đây là một vườn đầu. Và vườn đầu này thì đã được tầm một tháng rồi. Và bữa nay thì nó đã phấn tua thế này đây. Đó, những cái tua này đây. Cái tua này thì đó, ngắt lên thế này. Sao nó mờ mờ sao sao. Thế này cho nó có cái cây nữa. Đó. Những cái tua này này. Đó. Ngắt. Mình phải ngắt những cái tua này để cho nó. Và sau nó ra trái. Và rất nhiều cây nhá. Nhiều cây đã ra tua rồi. Đó.